Xin được chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90 mm, có nơi trên 150 mm. Từ đêm ngày 13 tháng 9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rồng, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Từ ngày 14 tháng 9, mưa lớn có khả năng giảm dần, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét mưa đá là cấp 1. Khu vực vùng núi phía Bắc các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Yên Bái và Thanh Hóa đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại khu vực đô thị, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện phá hủy các công trình dân sinh kinh tế và gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất hoạt động kinh tế xã hội